Nguyễn Kha Diệu Khánh sẽ đối đầu với Crut, một tài năng 31. Lần đầu tiên Crut thi đấu của Philippines ngay từ nhỏ, các huấn luyện viên đã phát hiện được tài năng và đưa có 14-15 tuổi thì phải, còn rất trẻ. Bại tay vợt mạnh nhất Malaysia Alice Chang để giành vị trí nhất bảng, và qua đó tranh thủ đẩy nốt đường truyền tiếp theo lên. Vâng, nếu còn lại Bắc Lào mà muốn xem hạng chuyên nghiệp, xem những ngôi sao hàng đầu thế giới thi đấu, xem bóng bàn hạng lông, nhưng lại có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vòng 13, 10. Và rất bóng. Bóng pha lên trái sở trường của Cờ Rút, thắng 1-0 thế nào nhỉ? Vâng, phòng thủ đối thủ của Nguyễn Kha Diệu Khánh là sinh năm 2006. Và bạt bóng giật bóng ra ngoài. Vòng 4. Vòng giải vô địch quốc gia. Vòng 6-8 rồi. Vòng vẫn là điểm. Vòng 10. Và giật. Vòng 11-9 là tỷ số sẽ là 3-0 cho Diệu Khánh của đội tuyển Việt Nam. Và bình luận trận ông Đinh Anh Hoàng xong mệt quá các bác ạ.
Lại em yêu anh bình luận viên không nhỉ? Lại buột mình. Chín đều. Đây rồi. Vâng, một pha lên. Và không phải sao đàn Nguyễn Quốc lại có cô con gái đứng cạnh này kia. Và lên trái. Đây rồi. Vâng, 12 đều. Mười bốn. Vâng, đây. Vâng, phía xa xa màn hình mặc chiếc áo vàng vừa vẫy tay là bình luận viên. Những khán giả từ Việt Nam sang thì sẽ tiếp rất nhiều tinh thần cho các vận động viên của chúng ta. Là huấn luyện viên ngồi đằng sau là huấn luyện viên Đoàn Kiến Quốc. Vâng, năm đều. Và lên trái không. Vâng, 6 đều rồi. Thế giới vậy, bình luận viên đẹp trai. Vâng, nghe tứ đẹp trai là thích rồi. Nhưng mà đáng tiếc là tham gia vào các giải đấu của WTT cơ. Hệ thống giải đấu WTT thì... Vâng, do đó là cũng chưa ra thế giới. Một đội tuyển bí ẩn tiết thế giới. Phòng thủ rất... Vâng, đã gặp bao giờ đâu mà biết. Vâng, 18 rồi. Đây rồi, đây rồi. Vâng. Vâng, 10 đây. Có lẽ phải đi làm lon bia thôi chứ các vận động viên Việt Nam thi đấu đau tim lắm. Chúng ta cùng đến với set thi đấu thứ 6. 0-1. Vâng. Đẩy trái. Rất đáng tiếc. Còn 4 đều rồi. Vâng, 5 đều rồi. Vâng, 7 đều.
Quả phạt bóng. Còn 11-8. Vâng, một đều, vâng, sút. Vâng, 5-3 rồi, khoảng cách đang sức của khán giả. Bố cho Diệu Khánh. Số xét là 3 đều và tỷ số trong sắc đấu thứ 7 là 5 đều. Vâng. Vâng, 7. Vâng. Tiếc quá. Vâng. Rất chạy cho Diệu Khánh. Mười sáu rồi. Trận nữ tại vòng loại Olympic Paris sẽ diễn ra giữa Diệu Khánh và Zhen Jian. Vâng, tôi nói từ trước rồi. Vâng, ôm cái nào. Vâng, tuyệt vời quá. Sport TV Shop số 15 ngõ 1, phố Đông Me, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sport TV Shop tự hào là một trong những nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam. Sport TV Shop đã khẳng định được sự uy tín của mình trong cộng đồng bóng bàn khi mang tới những sản phẩm dụng cụ bóng bàn chính hãng, đa dạng cùng mức giá vô cùng cạnh tranh. Tất cả sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, minh bạch, chính hãng từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, khi ký khách hàng mua những sản phẩm bóng bàn tại shop là đã đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam, giúp cho kênh truyền thông Sport TV ngày càng phát triển. Có kinh phí để tham gia truyền thông trực tiếp các giải bóng bàn tại Việt Nam và thế giới. Đến với Sport TV Shop, các bạn sẽ tìm được cho mình những sản phẩm ưng ý và phù hợp nhất. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.